Xin mến chào cô chú anh chị nha. Hiện tại vậy Nhã đang ở Tòa Thánh Tây Ninh ha. Tòa Thánh Tây Ninh về đây rồi mới mua cái máy quay phim mới nên muốn test cho cô chú anh chị xem á cái độ mượt mà của hình ảnh nó như thế nào ha. Vậy cùng nhìn xem nè, cảnh xung quanh Tòa Thánh phải nói là rất là đẹp luôn. Vậy nhìn thấy không? Ở trong đây nó có thiên nhãn nữa nè. Nó có thiên nhãn ha, rất là đẹp. Wow, nó từ xa xa đó. Wow, đã ghê tơi. Đây, mình để nó chỉnh máy xuống xuống ha. Có lẽ mình sẽ đi xuống đây thôi. Đó, bây giờ nhấn nó phía trên nè. Đây, nhà sẽ đi xuống ha. Mình tèn xuống lấy dép. Nó dép màu đen đó vậy. Dép màu đen của nhà ha. Rồi đi ra ngoài. Có lẽ giờ tới cái giờ sắp tới giờ cúng chùa rồi. Đó, rồi bây giờ sẽ đi. Ok, vòng qua cái đường này đi cho nó đẹp. Đó, vậy thấy không, khung cảnh ha, xung quanh đây. Wow, vườn hoa nè, vườn hoa cực kỳ luôn ha, rất là nhiều bông hoa ở trong đó đó, rất là nhiều bông. Đây có một cái tháp, wow, đẹp quá. Để có dịp nào có thời gian ha, có dịp nào có thời gian đó vậy, Nhã sẽ quay cận cảnh ha, và tìm hiểu thêm về lịch sử của nó để nói cho nó đúng ha, ghi hình cho cô chú anh chị xem. Bởi vì cảnh chùa mà mình hiểu thì mình nói nó cho chính xác hơn. Rồi phía bên đây nè, đây cũng có hai con này nhìn giống sư tử nhưng mà có lẽ là chắc không phải ha. Đó, rồi dài dài cánh chùa. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Cảnh chùa ha. Đó, quý vị thấy không? Cực kỳ luôn. Xung quanh đây có cái vườn hoa nữa nha. Có vườn hoa ở đây nữa nè. Nói để dài qua đây ha. Ghi nhận cái cảnh vườn hoa ở Tòa Thánh Tây Ninh cho quý vị xem nha. Đó, từ mấy ngoài nhìn vô nữa vậy. Rất là đẹp luôn. Wow, đẹp quá trời. Wow, cực kỳ ha. Đã ghê vậy đó, quá đẹp. Đây là vườn hoa đây. Vườn hoa ở Tây Ninh ha, ở Tòa Thánh đó vậy, Tòa Thánh Tây Ninh. Trong đây chắc nhiều hoa lắm nè. Đó vậy thấy không, quá trời hoa ở đây nè. Wow, đã ghê ha, sặc sỡ màu vàng, màu đỏ, đủ thứ màu luôn đó. Giờ đi tiếp ha. Rồi đi tiếp thôi. Wow, hoa này hoa gì đây? Nó đung đưa mạnh quá. Khó quay ha. Hoa này hoa gì đây? Hoa này hoa gì đẹp nữa vậy, màu tím tím nè. Wow, cực kỳ cực kỳ. Mắc cỡ. Không phải hoa mắc cỡ mà lại mắc cỡ ha. Ở trong có anh chị tưới nước. Tưới nước để giúp cho cái vườn hoa á vậy. Luôn luôn đẹp ha. Có lẽ giờ Nhã sẽ đi tiếp. Ngắm chùa Tòa Thánh Tây Ninh ha. Nhà cứ lộn, Nhã nói thêm cái chữ chùa. Em bé nè. Nó vậy thấy không? Cảnh buổi chiều ha. Đó hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem ha, là cảnh Nhã đi Tòa Thánh Tây Ninh. Đi Tòa Thánh Tây Ninh
ghi hình ha. Wow, đây có một cái vườn cây trồng rất là nhiều cây cổ thụ luôn. Nhìn thử ở trong đây có gì ta. Wow, mẹ ơi xem nè, nhiều cây ha. Đó, vậy thấy không, rất là nhiều cây luôn. Wow, rất đẹp. Đẹp ghê ha. Cái máy nhảy nó zoom ta mà đẹp lắm vậy. Nó thật sự là nhảy đứng ở ngoài hàng rào nè, nhưng mà nhảy quay vô ha. Rồi đi tiếp nữa nha. Tiếp nữa lên đây có gì hay không ha. Lên đây có gì hay không. Rồi vậy xem nè, cảnh xung quanh đây. Ở giữa là một cái sân chùa ha. Giữa có một cái sân chùa. Rồi đây là cảnh tòa thánh Tây Ninh. Đó, giờ chuẩn bị tới giờ cúng đó vậy. Tới giờ cúng chùa ha. Để nha, zoom máy lại cho về xem. Wow wow wow, để nha chỉnh lên nha. Nó về thấy không? Cỡ như cái nhà dùm lại. Wow, cực kỳ đẹp. Dạ dạ. À, có chú nhắc là hết giờ rồi ha. Là đến giờ là sẽ đi ra thôi. Ok. Nó đi dài dài lại đây, ra ngoài thôi. Ở chùa thì có cái giờ cúng đó vậy. Chùa có giờ cúng. Ok. Rồi bây giờ đi. Đi. Đi cần tèn lại đây ha. Đi cần tèn lại đây lấy xe. Nhờ các xe máy ở đây đây. Đó vậy thấy không. Ui ghê ha. Wow. Ok. Rồi, đi tiếp thôi. Lấy xe đi tiếp. À, đây chữ Hòn Đà ha. Rồi, bây giờ người ta cũng đi nè nữa vậy. Thôi, ra ngoài thôi. À, hi, hi. Đó. Được rồi. Wow. Đó vậy thấy không? Giờ đi ha. Hết cái giờ ở trong chùa rồi. Rồi cầm máy thôi. Máy giọt ha. Ok. Ok, rồi chạy xe nha. Đó, giờ cứ chạy lên trước nè quý vị, thẳng lên phía trước. A à, hi hi. Hết giờ chùa cúng rồi ha. Ô, oh, bông hoa này nọ. Ở đây có hoa nè quý vị. Mình chạy gần gần coi hoa ha. Hoa cỏ mùa xuân. Wow, đẹp quá. Quý vị thấy không, cực kỳ ha. Xung quanh đây nè, cảnh xung quanh đây ha, quá đẹp thiệt chưa. Đấy, tòa thánh Tây Ninh đó.
giờ là qua đường nè, chờ người ta qua ha, chờ người ta qua. Rồi. Qua đường thôi. Đó, vậy thấy một cảnh ha, xung quanh đây à, hi hi. Đó, rồi giờ đi một vòng nha. Ồ, thả diều nữa nè, đã ghê ha, ngày thơ quá. Wow, vui quá, vui quá. Các bạn thấy không? Đông người ha. Đông người rất là vui luôn. Thả diều buổi chiều đó vậy. Quá đã. Các bạn thấy không? Buổi chiều thả diều ha. Ồ, đông người. À, hi hi. Đó, vậy thấy không? Chùa Tọ Thánh Tây Ninh. Rồi. Cảm ơn cô chú chị nhiều nha.